Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tốt đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Ok luôn. Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn không phải là thứ hai rồi. Vậy nên là hôm nay thì chúng ta sẽ đi game ngẫu nhiên nhá. Hiện tại thì team mình đang có 3 bạn. Muội này, Trụy Lin này và Cường. Wow. Tên thì hay rồi đấy. Nhưng mà không biết là tay có to hay không thì chưa biết. Có địch kìa. Ở đâu đấy? À đây rồi. Thấy rồi anh em ơi. Chở Rono. Cái này cố gạt đồng đội của mình này. Phương ơi, làm gì mà gạt đồng đội dữ dằn thế? Ở đây còn đông lắm. Nên là gạt làm gì cho mất công. Không sao, đợi xíu mình cứu nhá. Đây, máy bắn hàng ngay đây rồi. Đó, xuống lút lại đồ đi. Mặc dù là nó hơi mất đi vài món, nhưng mà chắc là bạn ấy cũng không trách mình đâu. Tại vì là mình cứu bạn ấy mà. Quá chuẩn luôn. À đồ này. Quá trời đồ. À vẫn còn người. Ôi dồi ôi. Làm gì mà đứng đơ ra thế hả bạn? Đi đâu? Mèo con của Huy à? Trời ơi ghê quá ghê quá. Không biết là Huy có tìm tới đây không thì không biết. Nhưng mà tốt nhất thì không nên tìm tới thì hơn. Lại chip. Chip nhiều thế. Ui. Rồi yếu. Phản xạ thì nhanh đấy. Nhưng mà không biết là có sống qua cái pha này không thì chưa biết anh em ạ. Vì mình đang 4 người lận. Bạn ấy chỉ có một mình thôi. Nào chạy đi. Chạy ngay đi còn kịp. À thấy rồi nha. Bơm máu này. Bơm máu này. Mình xin cho Thịnh nha. Lia rồi. Bạn này là bạn cuối cùng của cái team nào đó. Trên nhà có người đó. Không biết là anh em có nghe thấy không, nhưng mà mình nghe tiếng đổ súng rất là nhiều. Mình đang chờ. Chờ đồng đội mình qua đây để quay bạn trên nhà. Đó chạy kìa. Đâu rồi? Yếu lắm rồi anh em ơi. Rồi yếu nữa rồi. Ok gục. Đi đâu một thân của mình thế bạn? Mình xin nhá. Bò khá là xa đấy. Rồi vào bò thôi. Đi đi bạn ơi. Có người trên đồi nữa kìa. Hay. Cẩn thận Cường ơi. Quanh đây đông lắm đấy. Ui dồi ôi, bạn ấy ngồi lút đồ kìa. Không thèm bông keo luôn ạ. Chủ quan thật đấy. Đó bị bắn rồi kìa. Yếu rồi đấy. Cố lên Cường ơi. Yếu rồi yếu rồi. Ui. Cường ơi, Cường ơi. Đằng sau có người này Cường ơi. Mày thế. Căng người ta. Bình tĩnh em ạ. Không vội vàng được. Ôi. Cờ lưu được bật lên. Và có bạn ở ngoài bo. Không biết là có phải bơm bo hay không thì mình cũng không rõ. Nhưng mà thấy cái chấm đỏ ngoài bo. Chạy bo chưa? À đây rồi. Đây rồi. Ok lia. Thơm liền. Đang đâu lại có kill. Lại còn được một mớ đồ nữa chứ. Ờ tính để dành cho Cường mấy trái keo. Nhưng mà bạn Cường mãi không lút. Thôi không lút thì mình lút cho.
thì đúng như của mình đấy. À bắt đồ à. Xong rồi vào bo nhá, bo thua kìa. 18 người. Ê, bên dưới người kìa nhầm ơi. Ui, mất tiêu rồi. Đang bắn ngon. Rồi xong chạy được luôn. Tiếc ghê ta. Bạn đồng đội mình dùng cờ lưu hơi phí nhở. Từ từ dùng chứ. Chà, ghê đấy. Bạn ấy không biết rằng là chính bạn ấy mới là người đang bị kẹp. Đó, thấy không? Vừa nói một cái là bị đồng đội mình bắn liền. Từ từ nha. Trên mái có người kìa. Chạy này dễ bay đầu thế không biết. Hy vọng là bạn trên mái không có đồ gì. Ui, đồng đội của mình chiếm được tròi ngon đấy nha em ơi. Tới liền, tới liền, tới liền. Cứ nằm im ở đấy. Mình lên bây giờ đây. Mấy khi chiếm được tròi xịn đúng không? Rồi, ngon rồi. Tuyệt vời. Chị này không biết là chị gì nhưng mà đang bắn Hadoop anh em ạ. Ngắm có vẻ hơi lâu. Nhưng mà ngắm vừa đấy nha. Ngắm quá là bay đầu đấy. Ôi dồi ôi. Chị ngắm thế này là dở rồi anh em ạ. Rồi, yếu ở đây chị ơi. Rồi, cô ơi. Bạn bắn Hadoop rồi. Ui. Rồi xong. Được gì luôn anh em ơi. Cứu được rồi. Để xem hai bạn sẽ có được gì đây. Rồi, gục rồi. Chạy bo nào bạn ơi, đừng có cứu làm gì. Đừng cứu. Thôi xong, tìm để cứu rồi anh em ơi. Không hiểu cứu để làm gì. Chạy bo đi có phải ngon không? Cứu nhau xong rồi lại chết khỏi bom lũ. Rồi hay, vẫn gục một. Chết bom luôn kìa. Ok, lia rồi, bên đấy lia rồi. Hãy cảnh giác. Bình tĩnh. Phía xa còn hai. Ok, lia. Từ từ nhá. Ngon rồi, ngon rồi. Còn có hai bạn địch thôi. Team mình còn tận 4 người lận mà. Mọi người cứ bình tĩnh bơm đầy máu lên. Mình qua mình cover cho bây giờ đây. Bo đẹp một cái là khác bọt liền. Không cần nhiều anh em ạ. Chỉ cần mỗi bo đẹp thôi. Đồ không có cũng được. Nhưng mà bo phải đẹp. Nào. Các bạn chạy bo lẹ đi. Ôi trời ơi, chưa thì đã đủ rồi. Thế này thì team mình top 1 chắc rồi nha. Trượt làm sao được. Đấy, easy game anh em ạ. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!